Chào các bạn. Hôm nay nhóm thông tin bất động sản alocanho.sg.com xin chia sẻ một số cái nhận định về dự án The Beverly Solari, phân khu cuối cùng tại dự án Vinhome Grand Park được mở bán trong thời gian sắp tới. Dự án có quy mô 13 tòa căn hộ và xúc khối đế với 3 tiểu khu cụm căn hộ. Chiều cao từ 25, 34 đến 39 tầng, gồm 2 tầng hầm để xe, được xây dựng trên diện tích 8,76 hectare do Vinhome và Mitsubishi của Nhật Bản hợp tác phát triển. Hiện thông tin chi tiết về khu căn hộ The Beverly Solari này vẫn chưa được công bố, nhưng về cơ bản thì đã có những cái thông tin về thông điệp tiện ích như là khu căn hộ sang trọng chuẩn luxury hay biểu tượng chim đại bàng hiện đại và được phát triển được tráng lệ như bờ Tây nước Mỹ. Đặc biệt là sẽ có khu phố thương mại triệu đô sở mất giống như là Beverly Hills tại California của Mỹ. Như vậy, dự án đang được chủ đầu tư định vị ở phân khúc hạng sang. Tiêu chuẩn căn hộ tối thiểu sẽ là Vinhome Ruby và có lẽ đa số sẽ phát triển là các căn hộ tiêu chuẩn Vinhome Diamond để xứng với tên gọi luxury, tức là sang trọng, và để có những cái điểm nổi bật cạnh tranh với phân khu The Beverly trước đó đã triển khai mở bán. Mà khi mà cái vị trí của cái phân khu này có chút thua kém so với lại phân khu trước. Khu căn hộ The Beverly Solari tiếp cận các tiện ích liền kề như trung tâm thương mại Vincom, trường học Vinschool và bến xe Vinbus. Tầm view của khu căn hộ này một phần nhìn ra công viên 36 hectare và khu The Manhattan qua hướng Vincom, và view phần nhiều ra sông Đồng Nai cũng như là các view nội khu tiện ích bên trong. Nhìn trên phối cảnh truyền thông của chủ đầu tư, ta có thể thấy thiết kế của khu căn hộ The Beverly có kiến trúc vuông vắn và góc cạnh cùng với kiểu hình chữ Z với 100% kính lô phủ bên ngoài. Trên đây là một số cái thông tin chúng tôi tổng hợp từ thông tin truyền thông chính thức từ chủ đầu tư. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ với phòng kinh doanh của dự án 0909 910 884 để được bộ phận phòng kinh doanh của nhóm thông tin bất động sản alocanho.sg.com tư vấn nhiệt tình và chi tiết. Xin cảm ơn.